Vâng, và bây giờ là 8 giờ giờ thủ đô Washington và bước vào chương trình Morning News của ngày thứ Tư hôm nay 28 tháng 9 2017. Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị tin thời tiết. Sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington rất là trong sáng. Những cái ánh nắng của buổi sớm mai rất là nhẹ nhàng, mây rải rác và nhiệt độ hiện tại 74 độ với độ ẩm là 73% và đang có gió Tây Bắc cũng đang thổi nhẹ. Vào buổi trưa tràn đầy những ánh nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, tuyệt vời thưa quý vị, từ 76 cho tới 78 độ, buổi tối thì trở lại rất là mát mẻ, 57 độ. Và dự đoán thời tiết cho những ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày thứ Sáu thì trời vẫn nắng trong sáng, nhiệt độ cao nhất cho ngày mai 75 độ, buổi tối 58 độ. Và hai ngày cuối tuần thì quá đẹp, quá tuyệt vời vì bầu trời vừa nắng trong sáng mà có một cái nhiệt độ rất là nhẹ nhàng. Ngày thứ Bảy cao nhất 70 độ, ngày Chủ nhật 72 độ. Thành thử chúng ta sẽ có những ngày rất là đẹp cho những ngày cuối tuần. Và sau phần tin thời tiết thì Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua phần tin giao thông của sáng ngày thứ Năm. Hiện tại thì thưa quý vị, lưu lượng xe ở cả ba vùng DC, Maryland, Virginia đều quá nhiều. Và vì như vậy thì Lê Ngọc thấy trước tiên ở Capitol Beltway, tức là ở 495 ở vòng đai phía trong, trước khi mà quý vị tới John Hanson Highway, tức là US 50, ở phía lanh bên Tây Mạc chỉ vừa mới cách đây có 3 phút một tai nạn đã xảy ra, đang làm trở ngại cho vấn đề giao thông của quý vị. Thưa quý vị thính giả, lái xe cẩn thận khi mà quý vị vừa lái xe vừa nghe đài NPR. Trên ở Virginia thì I-395 về hướng Bắc, trước khi mà quý vị tới đường Washington Boulevard, tức là Virginia 27, tất cả những cái lane ở đây đều mở, nhưng mà vì một tai nạn đã xảy ra từ sớm, vừa mới được dọn dẹp xong, thành thử vẫn còn trở ngại với quý vị vì quá nhiều xe đang ở trên 395 về hướng Bắc. Rồi kế đến đó là Leesburg Pike, Virginia số 7, về hướng Đông, trước khi mà quý vị tới Dulles Toll Road, Virginia 267. Tất cả những cái lane ở đây đều mở, nhưng mà vì một tai nạn từ sớm, trước 7 giờ sáng tai nạn này đã xảy ra, nhưng vẫn còn trở ngại cho quý vị di chuyển khá chậm chạp. Lê Ngọc thấy chỉ từ 5 cho tới 10 dặm một giờ mà thôi. Kế đến Chainbridge Road, tức là Virginia 123 về hướng Bắc, giữa Fairfax Boulevard và Eaton Place, vẫn còn bị đóng cho vấn đề sửa đường. Rồi nhìn qua bên DC thì District of Columbia, đường Beach Drive giữa, cũng như là đường Pennsylvania Avenue giữa khúc đường của đường 26 và đường M Street của Northwest vẫn còn bị đóng do vấn đề sửa đường. Thành thử quý vị vẫn còn trở ngại ở những khúc đường này ở bên DC. Một cái điều rất là ngạc nhiên, sáng ngày hôm nay ở bên Maryland lại không có một trở ngại nào. Thành thử quý vị thính giả của NPR đang lái xe ở trên Maryland, ở những con đường của bên Maryland thì quý vị sẽ rất là thoải mái. Chúc quý vị thính giả của NPR một ngày thật là vui và thật là bình an. Và mời quý vị trở lại với Morning News của ngày thứ Tư với anh Đinh Quang Anh Thái và Lê Ngọc. Xin chào quý khán giả của đài NVA và chị Lê Ngọc ạ. Hôm nay chúng ta có quá nhiều tin tức trên thế giới, từ vụ Bắc Hàn, chuyện Iran, chuyện Afghanistan, chuyện Tổng thống Trump về vấn đề kế hoạch thuế má cứu trợ tại Puerto Rico. Nhưng mà tôi thấy có một đề tài có vẻ như là được thế giới và đặc biệt Liên Hợp Quốc quan tâm, nhưng mà tại Mỹ mọi người dừng cái là ít chú ý lắm. Đó là cái thảm họa nhân đạo đang xảy ra tại cái tiểu bang Arakan của bên Miến Điện, với cái số người thuộc cái cộng đồng Rohingya mà phải vượt biên qua tị nạn ở bên Bangladesh lên tới 400.000 người. Thưa chị Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc cũng đang thấy là thế giới cũng đang đổ mắt dồn về cái cuộc khủng hoảng về người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện. Vì cái cuộc khủng hoảng này đã bắt đầu gây cả một cái sự bất hòa giữa những cái thành viên của Hiệp hội của Quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, một khối mà cho tới nay vẫn chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Thì cái sự rạn nứt này, thưa với anh, cho đến nay chính quyền của Miến Điện đã quyết định như thế nào? Vì trước đây thì Lê Ngọc thấy Miến Điện luôn vẫn dứt khoát không sử dụng cái từ Rohingya và cho rằng người Hồi giáo ở cái bang Rakhine, miền Tây của Miến Điện,
không phải là một sắc tộc thiểu số của nước này, mà chỉ là những người nhập cư trái phép từ Bangladesh tới mà thôi. Thì không biết cái lịch sử của cái khối người Rohingya này như thế nào, thưa anh Thái? Chúng ta phải nói trước về mặt địa lý, đây là một cái cộng đồng người Hồi giáo sống tại một cái tiểu bang có tên là Arakan, nằm về ở duyên hải phía tây của nước Miến Điện, đối diện với cái vùng của người Hồi giáo Rohingya đó. Thì phía bên kia đó là tỉnh Bangal của bên Ấn Độ. Cái cộng đồng ở đây có khoảng 3.200.000 người, nhưng mà đa số là người Phật giáo, có một thiểu số Hồi giáo khác nhưng mà không phải là người Rohingya. Thì thưa quý thính giả và chị Lê Ngọc, phải nói một cái lịch sử nó khá lâu dài về cái cộng đồng này. Chúng ta cũng biết là trước khi mà đệ nhị thế chiến, rồi đệ nhất thế chiến xảy ra đó, thì cái thế giới lúc đó, biên giới nó không có rõ ràng như bây giờ. Người ta có thể đi từ một vùng đất này qua một vùng đất kia mà không hề bị xét thử xem cái giấy chiếu khán nó có hợp lệ hay không, và cái thời hạn của chiếu khán như thế nào. Nói tóm lại, tức là vấn đề kiểm soát biên giới rất là lỏng lẻo. Thì có một cái cộng đồng của một cái sắc dân tên là Rohingya, họ sống trong cái vùng vịnh Bangal thuộc về Ấn Độ. Mà chúng ta biết là mãi cho tới đệ nhị thế chiến thì nước Anh được xem là một cái đế quốc với một câu nói bất hủ là mặt trời không bao giờ lặn ở trên đế quốc Anh cả. Hàm ý rằng nếu mà mặt trời lặn ở vùng này của cái vùng đất do đế quốc Anh kiểm soát thì mặt trời lại lú lên ở một cái vùng đất khác cũng nằm trong đế quốc Anh. Thì lúc đó Ấn Độ, nói chung là cái vùng Ấn Độ đó là nằm thuộc về đế quốc Anh. Mãi sau này 1947 thì nó mới tách ra thêm hai quốc gia độc lập, đó là Pakistan và Bangladesh, mà chúng ta hay gọi là Đông Hồi và Tây Hồi đó. Thì cái cộng đồng người Rohingya này họ sống ở bên cái tỉnh Bangal của bên Ấn Độ. Nếu mà chị Lê Ngọc, một cái thính giả nhớ là trước năm 1975 thì ở Sài Gòn có chiếu một cuốn phim, đó là phim Con Cọp Thành Bangal, tức là cái vùng đất đó. Thì cộng đồng người Hồi giáo Rohingya chứ, họ sống ở bên vùng Bangal đó, và họ đi qua phía bên Miến Điện, họ sống một cách rất là thoải mái. Bởi vì như tôi nói lúc nãy là không hề có một cái sự kiểm soát chặt chẽ về mặt biên giới giữa hai quốc gia. Cho tới khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, và trước đó thì do cái chính sách của đế quốc Anh, họ đưa cái cộng đồng này qua sống tại bên Miến Điện. Và do cái lịch sử lúc đó, Miến Điện cũng nằm trong đế quốc Anh, thì người Anh đã sử dụng một số những người Rohingya để làm trong cái lực lượng an ninh của mình. Và lực lượng an ninh đó có đụng chạm với cái cộng đồng Phật giáo, hoặc là nói một cách khác hơn là cộng đồng người bản xứ mà sinh ra lớn lên trên lãnh thổ của Miến Điện. Thì do cái sự thù hằn lâu đời đó, mà cho tới bây giờ đó thì chính phủ Miến Điện, và ngay của là chính phủ của bà ông San Suu Kyi, tức là do Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh với Dân chủ, họ cầm quyền, họ vẫn không chấp nhận là có một cái cộng đồng tên là Rohingya sống tại đây. Và họ xem như là đây là một cái cộng đồng mà cần phải gọi là ra khỏi đất nước Miến Điện. Đó là chưa kể gần đây đó thì chính phủ Miến Điện có kết án một cái tổ chức khủng bố có tên là Aksa. Cái tổ chức này đã tung ra một cuộc tấn công vào một cái đồn lũy của quân đội vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, khiến cho một số binh sĩ Miến Điện chết. Và cái hậu quả của nó là quân đội Miến Điện đã tung ra một cái đợt càn quét cái cộng đồng này, đẩy 400.000 người Rohingya phải vượt qua biên giới Bangladesh sinh sống trong những lều trại hết sức là thê thảm. Và bây giờ Liên Hiệp Quốc còn tiên đoán rằng nếu mà tình hình tại đây nó không ổn thì người Rohingya đi qua phía bên Bangladesh sống có thể lên tới 1 triệu người. Và người ta đang dùng cái từ ngữ đó gọi là thanh lọc chủng tộc, tức là ethnic cleansing, để nói rằng chính phủ của Tổng thống Miến Điện bây giờ và quân đội đang chủ trương một chính sách là thanh lọc chủng tộc. Và yếu tố cuối cùng, tức là có một thiểu số những người Phật giáo, họ chủ trương cái con đường Phật giáo dân tộc cực đoan, họ muốn thanh lọc cái cộng đồng người Hồi giáo này ra khỏi đất nước Miến Điện. Thưa chị Lê Ngọc. Dạ vâng, và nhất là Lê Ngọc thấy là có những cái cuộc điều tra từ Liên Hiệp Quốc đã cho thấy là họ có rất là nhiều bằng cớ, ngày càng có rất là nhiều sự gia tăng về vấn đề sách động hận thù, và ngay cả cái sự thiếu bao dung tôn giáo từ những người mà được gọi là Phật giáo quốc gia quá khích để chống lại những người Rohingya này, trong khi quân đội và công an Miến Điện cũng đã có những cái vụ xử tử mà người ta cho là không xét xử, thủ tiêu, bắt bớ, không có giấy tờ, giam giữ rồi tra tấn, hành hạ và cưỡng bách lao động.
Thành thử cái sự căng thẳng trong cái vùng Rakhine này thường bùng lên thành bạo động, đã khiến cho hàng trăm người, hàng ngàn người bỏ trốn sang Bangladesh, như là anh Thái vừa mới thưa với quý vị, và ngay cả Pakistan, để xin tị nạn qua nhiều đợt trong rất là nhiều thập niên nay, mà con số anh nói đến có thể lên tới hàng triệu người. Như vậy thì với vai trò của bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện hiện nay như thế nào? Vì bà thường là một người phụ nữ tượng trưng cho cái vấn đề đấu tranh dân chủ, nhưng mà chúng ta lại thấy là bạo động vẫn gia tăng ở Miến Điện, và chính đó là cái cớ để cho quân đội của Miến Điện can thiệp và đàn áp người dân Rohingya, thưa anh Thái. Tôi xin phép được trích dẫn lời của một người đấu tranh cho nhân quyền nổi tiếng trên thế giới, đó là bác sĩ Bernard Kouchner. Ông cũng gần gũi với người Việt Nam lắm, bởi vì chính ông Bernard Kouchner là người mà đã đứng ra tổ chức cái con tàu ánh sáng đó. Tức là con tàu một người Pháp đã từng đi cứu vớt người Việt Nam mình tại Biển Đông trong cái giai đoạn cao trào của người Việt Nam vượt biên, trốn chạy chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Thì khi mà ông Bernard Kouchner, ông chủ trương cái tổ chức là biên phóng viên không biên giới, tức là Dr. Sang Phong Che đó, thì ông rất mạnh mẽ trên tất cả mọi vấn đề nhân quyền trên thế giới, có vấn đề nhân quyền ở nước Pháp, chính sách của chính phủ Pháp v.v. Nhưng mà sau đó thì ông nhận chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Pháp. Vào trong cầm quyền một thời gian xong thì ông thốt lên một câu bất hủ. Ông bảo là thực sự khi mà cầm quyền rồi mới thấy rằng có rất nhiều vấn đề mà khi mình đứng ở vai trò đối lập mình dễ nói lắm, nhưng mà lúc mình hành xử cái vai trò của một người có thẩm quyền thì chưa chắc mình đã hành xử đúng như những điều mà mình đã đeo đuổi khi mình ở vai trò đối lập. Cái câu nói của ông Bernard Kouchner có thể áp dụng được cho trường hợp của bà Aung San Suu Kyi. Lúc mà bà được giải Nobel Hòa Bình, bà nổi tiếng là một người đã cương quyết chống cái chế độ quân phiệt tại Miến Điện. Bà từ chối cái việc mà đi qua bên Anh để mà dự đám ma của chồng bà, cho thấy đó là một con người sắt đá, cương quyết đấu tranh cho cái tương lai của dân tộc Miến Điện, có nhân quyền, có tự do dân chủ v.v. Nhưng mà bây giờ ở vị thế một vị tổng thống, một vị lãnh đạo tối cao thì đúng hơn, bà không có chức vụ nào cả, nhưng mà bà là một lãnh tụ tối cao của phía bên Miến Điện, tức là lãnh đạo của phong trào Liên đoàn Liên quốc đấu tranh và dân chủ. Thì bà ở vào một cái vị thế rất là khó xử. Bởi vì nếu mà bây giờ nhìn nhận cái chủng tộc Rohingya đó, tức là bà đi ngược lại cái lập trường từ xưa tới giờ cố hữu của biết bao nhiêu triều đại cầm quyền tại Miến Điện. Cái điều thứ hai nữa là bởi vì có yếu tố khủng bố Hồi giáo nằm trong cái cộng đồng Rohingya đó, thành thử ra nhận thì cũng không được, mà không nhận thì bị thế giới chỉ trích. Bằng chứng là suốt mấy tuần vừa qua thì cộng đồng Âu Châu có những người chỉ trích bà Aung San Suu Kyi, Liên Hiệp Quốc cũng có những người lên tiếng, các tổ chức đấu tranh nhân quyền cũng thất vọng về bà. Và thậm chí có những người đã vận động để bà phải trả lại cái giải thưởng Nobel Hòa Bình mà bà đã từng nhận lãnh. Cũng tội cho bà là bởi vì nếu mà chúng ta phân tích kỹ tình hình Miến Điện, chúng ta sẽ thấy như thế này. Là sau cái cuộc bầu cử vừa qua dẫn tới cái việc cầm quyền của Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh và Dân chủ, và bà Aung San Suu Kyi được bầu là một dân biểu, nhưng mà thực tế bà là cái biểu tượng quyền lực của cái chính thể ngày hôm nay đấy. Nhưng mà theo hiến pháp của hiện Miến Điện cho tới bây giờ, Bộ Ngoại giao là một này, Bộ Quốc phòng là hai này, lực lượng an ninh của Miến Điện là ba. Ba cái bộ đó quan trọng nhất thì đều nằm trong tay quân đội cả. Mà cái việc mà quân đội đã nhượng bộ bà Aung San Suu Kyi, thả bà ra khỏi tù và chấp nhận cái vai trò của bà như người lãnh đạo đó, thì trong phe phái quân đội Miến Điện không phải ai cũng đồng ý, thống nhất với nhau một cái suy nghĩ như vậy. Cho nên nhân cơ hội này thì quân đội họ nhân danh rằng từ trước tới giờ các triều đại tổng thống đều không chấp nhận cộng đồng Rohingya. Cộng đồng này bây giờ có len lỏi của những cái nhóm Hồi giáo khủng bố cực đoan v.v. Và chưa kể là họ ngáng chân bà Aung San Suu Kyi để bà mất đi cái hình ảnh của một cái người lãnh đạo được kính trọng trên thế giới. Chúng ta đừng quên cái hình ảnh của bà là khi mà bà đến nước Mỹ chỉ với tính cách dân biểu thôi. Sau khi mà bà ra khỏi tù và được bầu lên, bà đã được Quốc hội Mỹ nè, được Tổng thống Mỹ là ông Barack Obama đón tiếp. Và khi Tổng thống Barack Obama đi qua bên Miến Điện, bà Ngoại trưởng Clinton đi qua Miến Điện cũng đến thăm bà Aung San Suu Kyi tại tư gia. Tức là người ta nói tới Miến Điện là người ta nói tới Aung San Suu Kyi và cái tập đoàn quân sự đó bị lãng quên. Thì bây giờ đây là cơ hội họ trỗi dậy thôi. Và tôi nhận định rằng đây là có thêm một cái đòn ngáng chân nữa. Cho nên tình hình tại cái khu vực, cái tiểu bang Arakan này chắc là khó lắm đối với chính trị nội bộ của Miến Điện. Cũng như nó sẽ rất dây theo vấn đề khủng hoảng nhân đạo thế giới, bởi vì Bangladesh sẽ phải hứng chịu cái số người tị nạn đó.
và Liên Hợp Quốc, tức là cao ủy viên Liên Hợp Quốc cũng phải kêu gọi thế giới làm cách nào đó để giải quyết cái hồ sơ này, thưa chị Lê Ngọc. Dạ vâng, và khi mà nói đến tình hình tại Miến Điện thì hiện nay, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì quân đội của Ấn Độ trong ngày hôm nay đã cho hay là những binh sĩ của Ấn Độ họ đã tiêu diệt được một cái số lượng rất là lớn phiến quân trong một cuộc đụng độ dọc theo cái khu vực biên giới đầy bất ổn của nước Miến Điện với Myanmar. Và một cái tuyên bố do Bộ Tư lệnh của miền Đông của quân đội Ấn Độ đã được đăng tải ngay trên trang mạng Twitter thì lại cho biết là cuộc tấn công của họ đã gây nên những cái thương vong rất là nặng nề cho quân nổi dậy ở khu vực biên giới về phía Ấn Độ. Và cái tuyên bố này lại nêu ra rất là rõ là một nhóm binh sĩ Ấn Độ đã bị tấn công trong khi mà đang tuần tra dọc theo biên giới Ấn Độ và Myanmar. Và tuyên bố này còn nhấn mạnh rằng những binh sĩ Ấn Độ đã bắn trả rồi tiêu diệt một số lượng rất là lớn phiến quân, không có binh sĩ Ấn Độ nào bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ này. Và quân đội Ấn Độ cũng cho biết thêm rằng là cái quân nổi dậy nói trên thuộc Hội đồng Xã hội Dân tộc mà họ gọi là một cái xã hội dân tộc của Nagaland, Kaplan, và đây là một cái nhóm cực đoan đang tìm kiếm một Nagaland rộng lớn hơn cho bộ tộc Naga ở ngay khu vực giữa Ấn Độ và nước láng giềng, đó chính là Myanmar. Trở lại với lại anh Thái. Hồ sơ thế giới thì càng ngày nó càng nhiều vấn đề. Chúng ta thấy rằng hình như năm nay là cái năm không được ổn lắm đối với nhân loại. Thiên tai bão lụt nhé, chúng ta thấy một loạt những sự kiện xảy ra từ động đất ở bên Indonesia, rồi tới thiên tai nước Mỹ từ Hawaii ở Texas, Irma ở bên Florida, rồi tới thế trận Maria trên cái vùng đảo Puerto Rico và US Virgin Island. Còn về chiến sự đó thì phải nói rằng tất cả những cái nhóm nổi dậy nằm ẩn trong những cái dân tộc trên thế giới này đó, nó sẽ là những vấn đề kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Nhưng chị Lê Ngọc vừa mới đề cập đến cái hồ sơ Ấn Độ mà bắn chết một số những tay gọi là phiến quân đó, thì chúng ta nhớ rằng một trong những cái vùng đất nó âm ỉ chiến tranh, nó xảy ra hai cuộc chiến tranh lớn rồi, đó là cái vùng đất Kashmir nằm giữa một bên là Ấn Độ và một bên kia là Pakistan. Cả hai bên đều nói rằng cái khu vực đó là thuộc lãnh thổ của mình cả. Và 1947 là một trận chiến đôi bên đánh nhau rất lớn. Rồi sau đó năm 1956, nếu chúng tôi nhớ không lầm, là một trận chiến thứ hai giữa hai lực lượng. Và trong nhiều năm gần đây đó thì Ấn Độ và Pakistan có những lúc tập trung hàng mấy chục sư đoàn dọc biên giới, và họ dọa rằng nếu mà cần họ sẽ sử dụng cái bom nguyên tử để mà họ giải quyết cái cuộc tranh chấp Kashmir. Thì tôi nhớ là chính Tổng thống Clinton cũng đã đặt vào một cái trường hợp rất khó xử. Cái năm đó là năm 2000, khi mà Tổng thống Clinton đi qua thăm Bangladesh và Ấn Độ đó, thì khi một chiếc Air Force One vừa mới đáp xuống phi trường Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, thì đúng lúc đó ngay từ vùng Kashmir, cái lực lượng nổi dậy họ đã xông vào nhà và họ bắn chết 57 người dân bình thường của Ấn Độ trong cái vùng tranh chấp đó. Họ muốn gửi một cái lời nhắn với Tổng thống Clinton là cái vùng Kashmir sẽ không bao giờ yên được cả. Thì đó là một cái biểu hiện cho thấy rằng tất cả những cái khu vực tranh chấp có các sắc tộc, dù ở bên Miến Điện, dù ở bên Ấn Độ, hay là bây giờ ngay trong cái khu vực Trung Đông chẳng hạn, giữa cộng đồng Hồi giáo người Sunni và cộng đồng Hồi giáo người Shia đó, nó vẫn là những ngòi nổ âm ỉ mà chúng ta chưa biết là lúc nào nó có thể phát nổ lớn lên. Còn cái hồ sơ mà bây giờ được xem như là lớn nhất có lẽ là hồ sơ của Bắc Hàn. Tôi vừa đọc một news cho biết là theo nhận định của một cái viện nghiên cứu chiến lược của bên Úc, thì nếu mà Nam Hàn và Bắc Hàn thống nhất, mà chủ động là Nam Hàn để dẫn tới cái việc thống nhất đất nước, mà do Nam Hàn có thể đạt được cái thắng lợi dù là ngoại giao chăng nữa hoặc là bằng quân sự đó, chi phí tổn để ổn định đất cả cái bán đảo Triều Tiên đó cho lên tới vào khoảng gần 10.000 tỷ Mỹ Kim. Đó là một số tiền khủng khiếp cái lắm. Bởi vì người ta căn cứ vào cái số tiền mà chính phủ Tây Đức đã phải chi ra khi mà trả cho cái giá thống nhất với Đông Đức. Thì chúng ta thấy lúc đó thì các người lãnh đạo Tây Đức nói rằng họ phải sửa đổi lại hoàn toàn cái bộ máy ở bên Đông Đức. Nhất là cái quán tính ù lì vô trách nhiệm do là cái di sản độc hại của chế độ cộng sản cai trị Đông Đức không biết bao nhiêu năm, thì đó là những cái giá mà những quốc gia đang bị chia cắt như là Nam Bắc Triều Tiên sẽ phải trả.
và nhiều cái hồ sơ khác chúng ta sẽ phải đối đầu hiểu tính là nhân loại sẽ phải đối đầu trong những ngày sắp tới. Tôi tin rằng trong chương trình của đài NVR chúng ta sẽ còn phải thảo luận nhiều về những vấn đề này, thưa chị. Dạ vâng, và ngay trong ngày hôm nay, thưa quý vị, một cái sự việc xảy ra mà người ta cho rằng quá thất kinh, từ những viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc mà những người này là chuyên phụ trách về vấn đề nhân quyền, họ phải lên tiếng và họ cho rằng họ không ngờ, họ rất là sợ hãi, họ thất kinh trước việc là Iraq đã treo cổ đó, thưa quý vị, 42 tù nhân trong một ngày mà thôi, và hầu hết đều không qua cái sự xét xử công bằng. Và Liên Hiệp Quốc đã cho rằng là họ rất là cực kỳ quan ngại trước những cái báo cáo đã cho rằng Iraq có thể đang lên một cái kế hoạch để đẩy nhanh quá trình hành quyết những tù nhân đã bị kết án tử hình, và việc này còn có thể kéo theo những vụ hành quyết quy mô lớn hơn trong vài tuần sắp tới. Vì vừa mới đây, Iraq trong một ngày đã hành quyết 42 chiến binh người Hồi giáo dòng Sunni đã bị kết tội là khủng bố, với những hành vi từ vấn đề giết người trong lực lượng an ninh cho đến cả cái vấn đề kích hoạt những chiếc xe bom. Thành thử là anh có nghĩ là cái đó là giống như là một cái luật nhân quả hay không, thưa anh? Những người khủng bố họ cũng giết người một cách rất là dã man. Thành thử sự việc này nó cũng sẽ xảy ra. Cái luật nhân quả chúng ta nói đến thì không biết là mọi người chúng ta có nghĩ đến cái đó mỗi lần mà chúng ta muốn làm một cái điều gì? Nói về nhân quả tức là nói về quan niệm tôn giáo, cái đó thì khó bản lắm. Để tin thì cho rằng đó là nhân quả, còn nếu mà không tin thì bảo rằng đó là một cái chế độ mà họ vẫn chưa hoàn chỉnh về mặt luật pháp thôi. Nhưng mà chúng ta đừng quên là cái thời của Saddam Hussein cầm quyền tại Iraq thì chỉ cần trong một phiên họp mà một vị bộ trưởng cãi lời Saddam Hussein thôi thì ông này ông nhướng mày lên thì tay cận vệ của Saddam Hussein lôi cái bộ trưởng qua phòng bên cạnh bắn chết ngay tại chỗ. Hay là Bắc Hàn về chẳng hạn. Một viên chức cao cấp của nhà nước Cộng sản Bắc Hàn ngồi mà chỉ ngủ gục một tí xíu thôi, Kim Jong Un đã gọi cận vệ ra xách cổ ra, cũng ra bắn tại chỗ. Thì nếu mà gọi là nhân quả thì tôi không biết, nhưng mà nó thể hiện các cái nhà nước mà độc tài, các cái nhà nước mà không có một cái nền luật pháp hoàn chỉnh. Như nước Mỹ chẳng hạn, có những cái bằng chứng rõ ràng là một kẻ khủng bố, nhưng mà Hoa Kỳ phải trải qua những cái tiến trình rất là chu đáo và cẩn trọng về mặt luật pháp trước khi truy tố hoặc đưa tới một cái phán quyết của tòa án. Thành ra nếu mà bỏ luật nhân quả thì nước Mỹ thì nó không đúng lắm, bởi vì những kẻ mà nó giết người xong nhưng mà nó vẫn được hưởng tất cả những quy chế của một cái nền tư pháp và một cái nền luật pháp công chính của nước Mỹ. Chúng ta đừng quên rằng bất kỳ một tội nhân nào mà hiện nay đang bị giam tại các nhà tù liên bang thì chi phí trung bình một năm để nuôi một tù nhân nó vào khoảng độ 67.000 đi kim, là lương cao hơn rất nhiều người mà cái mức lương gọi là minimum wage, tức là mức lương thấp nhất của nước Mỹ. Đó là cái điều mà nó có thể là nghịch lý với xã hội Mỹ đó, nhưng mà nó thể hiện một cái xã hội tôn trọng con người và tôn trọng luật pháp. Chứ còn với những nước Afghanistan, Iraq, Syria, Iran chẳng hạn, Iraq thì nó vừa mới thoát ra khỏi một chế độ độc tài của Saddam Hussein, nhưng mà cái cách hành xử đó thì Liên Hiệp Quốc có thể đặt một cái tiêu chuẩn quá cao về phương diện nhân quyền và pháp luật đối với một cái xứ sở mà giờ phút này vẫn còn đầy đẫy những cái bất ổn như vậy. Chứ còn so với những nhà độc tài cỡ như là Al-Assad của Syria thì cái việc mà bắn một số người, cái đám đó nó cũng không xem là cái gì cả. Đó là cái điều đáng tiếc cho con người thôi, thưa chị. Dạ vâng, khi mà nói đến Syria rồi nói đến Trung Đông thì chúng ta lại thấy một cái vấn đề mà vẫn còn mang đến một cái sự tranh cãi, đó là vấn đề những người di dân rồi những người nhập cư bất hợp pháp. Thì hiện nay Bộ Nội an của Mỹ đã lên tiếng và họ cho biết là họ sẽ thu thập những cái thông tin ngay cả trên trang mạng xã hội của tất cả những người nhập cư, gồm cả những người đã vào quốc tịch và thường trú nhân hợp pháp. Và quy định mới này vừa mới được công bố ngay trên một cái trang mạng là Federal Register vừa mới đây, trong đó thì ghi ra rất là rõ là ngay cả những cái tên của quý vị, những hoạt động, những thông tin nhận dạng và kết quả tìm kiếm trên trang mạng xã hội phải có đầy đủ trong hồ sơ di trú của Bộ Nội an. Và cái quy định mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Và cũng tin từ BuzzFeed News thì cho rằng quy định mới này sẽ ảnh hưởng đến cả công dân Mỹ có trao đổi với người nhập cư trên trang mạng xã hội. Và chính phủ Mỹ cũng sẽ theo dõi, giám sát những trao đổi của những người này.
và văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Nội an vào hồi đầu năm nay thì lại có một cái báo cáo công bố kết luận rằng những chương trình thí điểm của Bộ Nội an về việc dùng mạng xã hội để kiểm tra về những cái đơn di trú thiếu tiêu chuẩn đo lường để bảo đảm là những cái đơn này đã đáp ứng được đúng mục tiêu. Và vừa mới đây thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump thì cũng đã phê chuẩn một cái bản câu hỏi mới trong đơn xin chiếu kháng, yêu cầu là đương đơn phải cung cấp những hoạt động ngay cả trên trang mạng xã hội trong 5 năm qua, cũng như là những thông tin về lý lịch trong tới 15 năm. Và cái điều này thì quý vị cũng đã thấy được là mỗi một ngày, những cái sự việc mà về vấn đề nhập cư hay là được chính thức công dân Mỹ nó càng ngày nó càng khó khăn hơn. Xin được trở lại với lại anh Thái. Cái việc mà chị vừa mới trình bày nó sẽ trở thành cái đề tài tiếp tục tranh cãi trong xã hội Mỹ. Cái tin chị vừa mới nói là tôi nhớ đến cái lúc mà xảy ra cái vụ khủng bố 911, thì cái người mà cha đẻ ra cái bộ luật Patriot Act đó, đó là ông tiến sĩ giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt, mà đã được Tổng thống George W. Bush, tức là Tổng thống con, bổ nhiệm làm Thứ trưởng của Bộ Tư pháp nước Mỹ. Khi mà cái bộ luật đó ra đời thì có đưa ra một số những quy định có thể theo dõi những kẻ tình nghi qua đường điện thoại đó, tức là thâu lại những cuộc đối thoại của những kẻ tình nghi đó bằng điện thoại, và thậm chí có thể không cần trách tòa án mà vẫn có thể nghe lén được điện thoại của những người mà ngành an ninh của nước Mỹ ngại rằng có thể trở thành mối nguy cơ trong nội địa của nước Mỹ. Thì lúc đó bùng ra một cuộc tranh cãi. Những người mà lo cho an ninh nước Mỹ đầu tiên đó, họ hoàn toàn ủng hộ cái Patriot Act đó, nhưng mà có những người họ không chấp nhận, trong đó có một số người Việt Nam mà chúng tôi được tiếp xúc, đó là thế hệ trẻ lớn lên, và họ bị ảnh hưởng hoàn toàn với cái phong trào đấu tranh dân quyền, chứ không phải là nhân quyền, đấu tranh dân quyền từ cái thời xa xưa của nước Mỹ. Họ bảo rằng bác biết bao nhiêu xương máu của người dân Mỹ đã đổ xuống, mồ hôi nước mắt tù đầy vân vân để có được một cái nền dân chủ và cái tôn trọng dân quyền người dân. Bây giờ nếu mà ủng hộ cái Patriot Act đó, tức là chúng ta sẽ ủng hộ cái việc mà cái vai trò của nhà cầm quyền can thiệp vào đời sống tư của người dân càng ngày càng rộng lớn hơn. Thì bây giờ nếu mà Bộ Nội an áp dụng cái luật này thì sẽ còn tiếp tục tranh cãi nữa. Cái đó tùy à, tùy vấn đề là mình đặt cái gì là ưu tiên. Nếu mình đặt là an ninh của cái xứ sở chúng ta đang sinh sống đó là ưu tiên, thì chúng ta sẽ ủng hộ tất cả những cái quy định của chính phủ. Tuy nhiên nó cũng phải có những cái quy định cách nào đó để mà chính phủ đừng có xâm phạm quá vào đời sống của người dân. Nhưng mà mặt khác, với những người mà họ không đồng ý, họ bảo là chúng tôi tự do hoàn toàn, không ai được nghe lén điện thoại của chúng tôi cả, và cho dù có trao đổi cái gì chăng nữa mà chỉ là tư tưởng thôi, cũng chưa thành hành động đó, thì chính phủ cũng không làm gì được chúng tôi. Cái cuộc tranh cãi này tôi tin rằng nó sẽ còn tiếp tục. Vâng, và một cái đề tài mà lại đề ngọc. Vâng, quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Và Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với chương trình Morning News của NPR trong ngày thứ Tư 28 tháng 9, 2017 với anh Đinh Quang Anh Thái và Lê Ngọc thực hiện. Lê Ngọc xin gửi lời chào đến anh Thái. Chào quý thính giả của Đài NPR và chị Lê Ngọc ạ. Sáng hôm nay khởi đầu có tin gì đặc biệt không chị Ngọc? Dạ vâng, trước tiên thì thời tiết rất là đẹp ở tại thủ đô Washington, mà không những trong ngày hôm nay thưa với anh, mà phải nói đến hết cả tuần nữa mà Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị thính giả. Và để có một cái tin chuyển mục mà Lê Ngọc nghĩ là mọi người nghe sẽ có rất là nhiều hứng thú từ anh Thái để mà nói về cái nhân vật này. Đó là chính là cái người chủ sáng lập của Playboy, ông Hugh Hefner. Ông này vừa mới qua đời vào ngày hôm qua, hưởng thọ, phải nói là ông sống cũng rất là lâu thưa với anh. 91 tuổi. Thành thử là khi mà nói đến ông Hugh Hefner là quý vị đã biết là ông là người sáng lập ra tạp chí Playboy. Và khi mà nói đến Playboy thì Ngọc phải nhờ anh Thái gửi đến cho quý vị thính giả thật sự nhân vật này như thế nào thưa anh? Tạp chí Playboy thì không xa lạ gì cả đối với mọi người, nhất là đối với nam giới. Xin lỗi quý vị thính giả nữ và chị Lê Ngọc. Bởi vì như cá nhân tôi chẳng hạn, từ năm 13-14 tuổi lúc còn ở Việt Nam, thời trước năm 1975, đó, thì cũng mỗi lần đi ngang mua cái sạp sách trên đường Lê Lợi, Sài Gòn, đã thấy bày bán tạp chí Playboy rồi. Tuy nhiên lúc đó học sinh hoàn toàn không có tiền có thể mua được một tạp chí như vậy.
nhưng mà ít nhất cũng đến thăm vài người trong những gia đình mà thì họ thấy rằng đã được nhìn thấy cái tạp chí Playboy đó. Phải nói rằng đây là một cái tạp chí chính nhờ nó mà cái hình ảnh khỏa thân của phụ nữ trông rất là nghệ thuật chứ không có gợi dục thế nào cả, đã được phổ biến nhiều nơi ở trên thế giới. Đây là một cái tạp chí có tầm vóc toàn cầu. Thì ông Hofner ông đã thành lập cái tạp chí này năm 1953, tức là cái đúng 64 năm. Và đã có một cái giai đoạn tạp chí này bán 7 triệu ấn bản trong một tháng. Có một số người thì cứ cho rằng đây là một cái tạp chí có tính cách, xin lỗi tính giả mà chị Lê Ngọc, là khiêu dâm và xem thường phụ nữ vân vân. Nhưng mà chúng ta để ý rằng có rất nhiều bài giá trị về mặt chính trị, thời sự, văn hóa đã được đăng trên tạp chí Playboy này. Tạp chí đã từng phỏng vấn ông Martin Luther King chẳng hạn, vị mục sư vừa sợ bị ám sát chết năm 63 đó. John Lennon của ban nhạc Beatles, và thậm chí còn phỏng vấn cả cái độc tài râu sồm là anh Fidel Castro nữa. Chúng ta nhìn cái hình ở trên đài BBC London sáng ngày hôm nay sẽ thấy rằng ông Donald Trump cái thời còn trẻ năm 1990 đã xuất hiện ngay bìa của tờ tạp chí Playboy. Và bây giờ là ông là tổng thống Mỹ. Nhiều nhà văn nổi tiếng của thế giới, trong đó tôi có thấy cái Norman Mailer chẳng hạn, là người mà đã từng viết cho tạp chí Playboy này. Thì đó là thành tích của tạp chí, nhưng mà cái thành tích được xem như là ghê gớm nhất của cái ông già này đấy, thọ năm 91 tuổi. Và theo như ông nói với báo chí, xin lỗi thính giả chị Lê Ngọc, ông bảo là ông đã từng ăn nằm với 1.000 phụ nữ. Và nhờ vào cái thuốc Viagra cho nên đã giúp cho ông rất nhiều trong cái lĩnh vực này, thưa chị Lê Ngọc. Vâng, qua những gì mà anh Thái vừa mới chia sẻ với quý vị như vậy, rõ ràng ông Hugh Hefner này là một người công khai nói về vấn đề tính dục, thoát ra khỏi cái vòng kềm tỏa của vấn đề văn hóa. Thì từ năm 1953 thì lúc đó người ta đã nói là có rất là nhiều tiểu bang họ cấm thuốc ngừa thai, rồi không được đề cập đến trong những cái vở kịch truyền hình là I Love Lucy. Lê Ngọc nhớ lúc đó còn rất là nhỏ, khi mà coi đến những cái vở kịch truyền hình I Love Lucy, nhiều khi cũng cảm thấy cái vở kịch truyền hình này nó có những cái điều nó cũng hơi khác lạ. Rồi sau đó ông Hefner này bắt đầu xuất bản cái tạp chí Playboy, có một cái hình khỏa thân một cô đào rất là đẹp. Nói đến cô đào này thì phải nói là ai cũng rất là ngưỡng mộ, đó là Marilyn Monroe. Thì anh nói đến hồi lúc nhỏ anh đã rất là nhìn cái cuốn tạp chí Playboy nhưng mà lại không có tiền mua được. Thì tới khi nào thì thật sự anh mới có trong tay cái tạp chí Playboy vậy thưa anh? Cái này thì chị Lê Ngọc cho phép tôi giấu, tôi không khai đâu. Là bởi vì cái này thì nó tiết lộ bí mật nhiều quá, thành ra cái này không khai là tối nào thì bắt đầu lén lén đi mua một cuốn tạp chí Playboy nhỉ? Dạ vâng, như vậy thì thế giới, anh nghĩ là thế giới khi mà nghe được tin là ông Hugh Hefner vừa mới từ trần tối hôm qua thì như thế nào, cái cảm nhận như thế nào thưa anh? Sẽ có mình một không biết họ nghĩ như thế nào, nhưng mà đêm hôm qua khi tôi xem cái tạp chí này tôi nghĩ đến ngay một người, đó là Ý Bục Gia Bùi Bảo Trúc, là một nhà báo nổi tiếng của Việt Nam mà ông mất cái đều khoảng 5 năm. Ông trước kia từng làm phát ngôn viên cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Bùi Bảo Trúc là độc giả trung thành của Playboy từ thời ở Việt Nam trước 1975. Tôi nhớ là có lần được gặp anh khoảng 1973 gì đó, ngay từ trung tâm dân vụ ở trên đường Tự Do. Thì ngoài một sấp tài liệu liên quan đến thời cuộc, anh phải họp báo mỗi buổi sáng về là phát ngôn viên chính phủ mà. Anh có một cái cuốn tạp chí Playboy ở trong người, trong cái sập của anh. Thì cũng chẳng giấu gì, tôi học được nhiều về cái tạp chí Playboy này là do anh Trúc anh kể. Anh đọc rất giỏi tiếng Anh thì anh đọc bài báo xong mà chính anh nói với tôi rằng cậu đừng có nghĩ rằng đây là một cái tạp chí thuần túy phụ nữ khỏa thân đâu, mà nó có rất nhiều bài hay, và anh có cho tôi thấy những cái bài nó như thế nào. Dĩ nhiên là mình không đủ trình độ tiếng Anh để mình đọc cái thời đó, năm 1973 ở Việt Nam. Nghe hỏi cảm tưởng thì ông già này ông chết, tôi tin là tạp chí Playboy nó vẫn còn, khiến tôi liên tưởng đến một anh, ông anh nghĩa là anh Bùi Bảo Trúc, mà anh vừa mất cây hơn gần như là gần một năm. Sao chị lại không? Vâng, như vậy thì chúng ta cũng chờ xem coi có một Hugh Hefner thứ hai hay không. Nhưng mà sau cái chết của ông Hugh Hefner thì cũng có một cái chết mà người ta nói đến, mà BBC cũng vừa mới loan tin ngày hôm nay thôi thưa với anh. Đó là một người mà có một cái title, có một cái tựa là trùm tinh vịt.
thì người này, vì cái người này luôn phát tán ra những tin vịt trong cái cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Mỹ năm ngoái, năm 2016, và chết ở cái tuổi rất là còn trẻ, ở tuổi 38 tuổi, vì anh ta đã dùng thuốc quá liều. Và giới chức của người Mỹ cho biết là người này chính là Paul Horner, đã chết trên giường ngủ trong nhà mẹ ở tiểu bang Arizona, ở thành phố Levin, trước đây trong tuần vừa mới qua vào ngày 18 tháng 9 vì dùng thuốc quá liều. Nhưng mà tin tức thì vừa mới được loan trong ngày hôm qua. Và người em trai của ông đó là Jay Horner đã đăng tin thông báo là Paul Horner qua đời ở trên trang mạng xã hội. Và khi mà nói đến người này, tại sao người ta lại cho rằng anh ta là một trùm tinh vịt, thì trong và sau chiến dịch bầu cử Mỹ có rất là nhiều tin thất thiệt luôn gây ra những cái quan ngại lớn, và một loạt những cái câu chuyện được dựng lên bị cho là đã ảnh hưởng tới kết quả bỏ phiếu. Và một trong số rất là nhiều những cái tin vịt mà chính Paul Horner này là người đã dựng lên, đó là cựu Tổng thống Barack Obama là người đồng tính và cũng là người Hồi giáo cực đoan. Và ngay cả Eric, con trai của Tổng thống Trump, và Corey Lewandowski là giám đốc chiến dịch tranh cử cũng từng đăng những cái tin vịt mà Paul Horner về việc là những người biểu tình được trả cho tới 3.000 Mỹ Kim để mà phản đối ông Trump vào lúc đó. Và có rất là nhiều trang web do Paul đã lập ra, như là cái trang web có cái tên là newsexaminer.net, thường được đặt tên khiến người ta dễ nhầm tưởng là hợp pháp. Tuy nhiên thì Horner luôn bảo vệ cái phương châm nghề nghiệp của mình, đó là anh ta chỉ muốn làm châm biếm chính trị mà thôi. Và anh cũng đã có giải thích là những tin tức mà tôi tạo ra luôn mang tính cách hài hước và hài kịch mà thôi. Và tôi chỉ làm việc này để giúp cho mọi người hiểu đúng, vì tôi thường nhìn thấy rất nhiều điều sai trái trong xã hội mà tôi không ưa. Thành thử anh trùm tinh vịt này cũng vừa mới mất nữa, thưa với anh Thái. Thưa quý giả, liên quan đến hoạt động của vị chủ trăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, tức là Đức Giáo Hoàng Francis, thì tin của đài, xin lỗi quý vị, tin hãng thông tấn UPI sáng nay cho biết là Đức Giáo Hoàng Francis đã chính thức phát động một chiến dịch kéo dài 2 năm với một cái chủ đề là hãy mở rộng vòng tay ra, là ôm người tị nạn vào lòng. Đức Giáo Hoàng nói chuyện trước cái đám đông của những thành viên của tổ chức Caritas International. Đây là một cái liên đoàn gồm 165 tổ chức Công giáo, Thiên Chúa giáo ở trên toàn thế giới. Ngài nói rằng chúng ta hãy xem tất cả những người tị nạn trên quả đất này là anh em, và đừng ngại ngùng, hãy cùng với nhau để chia sẻ tất cả mọi cái cay đắng của một cái hành trình mà chúng ta đi. Và Ngài cho biết rằng chưa bao giờ mà cái số người phải rời bỏ gia đình của mình đi để tìm một nơi an toàn đông như bây giờ, ngay cả đông hơn cả thời đỉnh thế chiến. Tức là có vào khoảng 65 triệu người đã phải tìm một cái nơi an toàn cho mình sinh sống. Ngài nói rằng có một số người có thể sống ở rất gần chúng ta, quanh quẩn đâu đó trong tròm xóm láng giềng của chúng ta. Có những người phải sống rất xa chúng ta, và họ đã trở thành những người tị nạn. Họ vượt biên giới từ nước này qua nước kia để họ tìm những căn bản đời sống cho bản thân họ và cho gia đình họ, tức là thực phẩm, nơi ở, nước uống trong sạch, điều kiện vệ sinh và điều kiện y tế được an toàn. Ngài còn nhấn mạnh rằng tất cả những người đó, hầu như người nào cũng có một hoàn cảnh tương tự như dân chúng tại hai tiểu bang Hoa Kỳ là Texas và Florida, chúng ta thấy trên truyền hình những ngày vừa qua. Thì những người tại Texas và Florida đã có nhà, đã có cửa, có một cái đời sống bình thường, đi làm, đưa con đi học, an hưởng cái đời sống hàng ngày của họ. Thế rồi đùng một cái, bà mẹ thiên nhiên trỗi dậy và họ mất hết. Ngài nói rằng tất cả mọi người trong chúng ta, mỗi người hãy tự làm một chút về phần của mình để mà bảo đảm rằng chính quyền của chúng ta, chính quyền của đất nước chúng ta đó, sẽ có những cái bổn phận để giúp đỡ cho những người giờ phút này họ phải sống trong thân phận của một người tị nạn. Nhưng cái tin này thì thưa quý vị, chị Lệ Ngọc, tôi nhớ là cầu ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có một cái tấm poster, tức là một cái tấm bức chương, một cổ võ cho vấn đề tị nạn, được treo ngay tại văn phòng ở bên Hồng Kông. Và cái bức poster đó cho thấy hình của một người da đen
trẻ tuổi đứng trong cái ngõ lầy lội bùn, trời mưa lất phất, và đứng đưa một cái bàn tay chống một cái bờ tường. Trên bờ tường có một cái dòng chữ là refugee go home, tức là ý muốn đuổi người tị nạn hãy cút ra khỏi nơi này, đi về nhà, về nhà của họ. Thì hay là dọn dịch một cách đúng nghĩa hơn, đúng ngôn ngữ đuổi gọi là hơn á, thì phải dịch rằng tị nạn chúng mày cút ngay. Thì ở phía dưới cầu tị nạn Liên Hợp Quốc có để thêm một dòng chữ là he should if he could, tức là ông này ông sẵn sàng rời trở về đất nước của ông ấy nếu ông có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà tiếc thay rằng tất cả những người tị nạn phải bỏ đất nước mình ra đi vì một chế độ hà khắc, độc tài, vì chế độ đàn áp nhân quyền, chế độ đàn áp tôn giáo, chế độ đó không xâm quyền căn bản con người là quan trọng mà. Thì một người tị nạn như thế họ không thể quay về cái xứ sở được cho tới ngày nào mà cái chế độ đó còn cai trị trên đất nước của họ. Nhà, cái lời kêu gọi của vị chủ dân giáo hội Công giáo Hoàng Hạnh Phúc Francis là một cái lời xứng đáng để cho chúng ta suy ngẫm, thưa chị Lê Ngọc. Dạ vâng, và trở lại với nước Mỹ và đặc biệt là cái cuộc bầu cử sơ bộ cho ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa vừa mới xảy ra ngay tại tiểu bang Alabama. Thì có những cái tin tức là cho hay là trên chuyến bay mà trở về từ Manhattan tối ngày hôm qua, sau khi mà quyên góp rồi có những cái sự việc, những vấn đề để mà ủng hộ, thì Tổng thống Donald Trump, ông đã theo dõi tin tức trên Fox News, và chính Tổng thống Donald Trump, ông đã cho thấy là ông không thể nào mà nén nổi cái sự tức giận khi mà Fox News loan báo ứng cử viên Roy Moore đã thắng trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa mới qua tại Alabama, thay vì ứng cử viên mà được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đó là Luther Strange. Và thưa quý vị, đây là cái cuộc bầu cử sơ bộ cho một ghế của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2018. Và Tổng thống Donald Trump, ông đã trút những cái cơn giận này lên những cố vấn chính trị và ngay cả Chủ tịch khối đa số Thượng viện, đó là Mitch McConnell. Theo lời của những viên chức cho biết là Tổng thống Donald Trump, ông đã cảm thấy là chính ông đã bị Thượng nghị sĩ McConnell và ngay cả những người cố vấn chính trị của chính Tổng thống đánh lừa, vì những người này họ luôn khuyến khích là ông hãy ủng hộ ứng cử viên Luther Strange, và giờ nay thì ông Luther Strange lại là người đã bị thất bại. Và trước khi mà cuộc bầu cử sơ bộ này diễn ra, Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã cảm thấy có một cái gì không đúng lắm, không ổn, khi mà chính Tổng thống nhận thấy là ông Luther Strange đã thiếu sức lực. Nhưng vì người ta đã cho rằng là Tổng thống Donald Trump cảm nhận là ông Luther Strange là một người rất là trung thành với Tổng thống Donald Trump, thành thử ông vẫn tiếp tục ủng hộ. Và một viên chức khác cao cấp của Tòa Bạch Ốc thì cho biết Tổng thống Trump biết ủng hộ ông Luther Strange là một sai lầm, nhưng mà vì ông thấy rõ ràng Luther Strange sẽ trung thành với Tổng thống Donald Trump. Và sau khi mà ông Strange đã thất bại, chính Tổng thống Donald Trump đã cho biết là ông cảm thấy là những người trong bộ cố vấn của ông đã làm sai, và ông lại còn có một cái cảm giác là chính ông đã bị Thượng nghị sĩ McConnell chơi một vố nữa. Thành thử qua những cái sự kiện này thì anh Thái cảm nhận như thế nào với lại những gì đang xảy ra ở phía đảng Cộng Hòa và ngay cả cho chính Tổng thống Donald Trump thưa anh? Cái việc này ông McConnell đã bị chỉ trích nặng là bởi vì trung ương của đảng Cộng Hòa đã bỏ ra một số tiền lên tới 9 triệu Mỹ Kim để mà giúp cho ông Luther Strange vận động tranh cử, rút cuộc ông vẫn thất bại. Nói một cách khác là trung ương đảng Cộng Hòa và chính Tổng thống Donald Trump đã cá cược vào một đối tượng, vào một cái con gà của mình, mà rất tiếc là con gà đã lại thua ngay trên cái địa bàn của Alabama. Đó là cái nơi mà ông Jeff Sessions, tức là bộ trưởng tư pháp bây giờ, là nghị sĩ, và ông đã rời khỏi chức vụ nghị sĩ để nhậm chức bộ trưởng tư pháp. Nhưng mà nếu bảo rằng nó nói lên cái gì về phía đảng Cộng Hòa đó, thì thực sự cho tới phút này người ta thấy có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng giữa Tổng thống Donald Trump, ông lãnh đạo của đảng Cộng Hòa phía Hạ Viện, của Thượng Viện vân vân, coi vậy chứ có vẻ không hài lòng với nhau. Và bằng chứng là sáng hôm nay không có bản tin là Tổng thống Trump loan báo là ông sẽ rất sớm, có thể là tuần tới thôi, ông sẽ ký một cái sắc lệnh về hành pháp liên quan đến vấn đề luật cải tổ y tế.
ông nói rõ là ông sẽ làm điều này very soon. Và ông không giấu giếm cái chuyện là ông tỏ ra khá là bực mình, nếu không muốn nói là thất vọng đối với phía bên Đảng Cộng Hòa, tức là cái đảng cầm quyền bây giờ nắm quyền cả hành pháp, quốc hội lẫn hạ viện lẫn thượng viện, vậy mà không có thể nào đưa được cái dự luật mà thay đổi Obama, hủy bỏ Obamacare ra trước khoáng đại để mà thảo luận cả. Thì theo cái sắc lệnh của Tổng thống nếu ký trong thời gian sắp tới đây, thì ông sẽ cho phép tất cả những công ty bảo hiểm được bán xuyên các tiểu bang và mở ra một cái chân trời rộng rãi cho rất nhiều cá nhân khi mà cần phải mua bảo hiểm sức khỏe. Nhận định của đài CNN ấy, nói rằng như vậy, tức là Tổng thống Trump đang hướng về cái phía mà ông Rand Paul, tức là một vị dân cử mà ông đã có sự chuyên nguyện lâu rồi, ông bảo là không có lý do gì mà cái sự ngăn cách về mặt địa lý giữa tiểu bang này với tiểu bang kia mà khiến cho cái người mua bảo hiểm sức khỏe không được quyền mua một cái bảo hiểm nằm ở tiểu bang khác mà nó có thể thuận lợi hơn cho người ta về mặt tài chính, hoặc là ngay cả về những điều kiện để có thể mua được bảo hiểm sức khỏe. Tổng thống Trump cam kết điều đó. Ngoài ra cũng liên quan đến vị lãnh đạo của Đại gốc hiện nay, thì ông đã tỏ ra hoàn toàn không vui tí nào cả đối với Bộ trưởng Y tế Tom Price. Hôm qua nếu chúng ta xem cái một đoạn video mà phóng viên đã quay lại lúc mà Tổng thống Trump sắp sửa lên chiếc Marine One, tức là chiếc trực thăng để bay đi Indiana, thì ông trả lời báo chí. Báo chí hỏi như thế nào về cái trường hợp của ông Bộ trưởng Y tế là ông Tom Price, vì ông này đã sử dụng cái máy bay mà tư nhân, tức là charter fly, mướn máy bay tư nhân bay 24 chuyến trong một thời gian gần đây để gọi là đi công tác, nhưng mà ngốn mất của công quỹ, tức là tiền thuế của dân, là 300.000 Mỹ kim. Thì Tổng thống Trump nói rất rõ là I'm not happy. Tôi ông Trump nói rằng không có vui thế nào cả trước cái việc làm của ông Tom Price. Ông bảo cá nhân ông hoàn toàn nó không vui, và đích thân ông sẽ báo cho ông Thủ trưởng Tom Price biết như thế. Thì có một phóng viên hỏi rằng như vậy thì liệu ông có đuổi ông Tom Price không? Ông có sa thải ông Tom Price hay không? Thì Tổng thống Trump nó quay lại bảo là we will see, chờ xem if he would be fired. Tức là chờ xem, chúng ta chờ xem nếu có thể ông sẽ có bị đuổi việc hay không. Mà Tổng thống Trump nó có một cái thói quen, khi mà ông nói như vậy rồi đó, thì chắc có lẽ là trước sau thì ông Tom Price này cũng sẽ bị một cái biện pháp nào đó. Hiện nay thì Ủy ban điều tra Quốc hội đang tiến hành cuộc điều tra ông Tom Price về cái cách thức mà ông tiêu tiền, nhất là một cái chuyến đi ông dự trù là sẽ đi Âu Châu để hưởng tuần trăng mật vào mùa hè năm nay. Nhưng mà trước sự chỉ trích của quần chúng thì ông đã ngưng cái ý định lại. Chị Lê Ngọc nghĩ sao? Dạ vâng, Lê Ngọc thấy là nếu mà chúng ta làm một cái nhân vật của chính phủ hay là hoạt động mà đặc biệt là về như vậy mà dùng một cái số tiền quá lớn để mà đi hưởng tuần trăng mật như anh vừa mới nói, mà lên tới mấy trăm ngàn, thì cái điều này hoàn toàn là không đúng, mà nhất là lại là tiền thuế của người dân nữa thưa với anh. Và trở lại cái sắc lệnh hành pháp mà anh vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả, mà Tổng thống Donald Trump ông đang nhắm tới là sẽ cho phép tất cả những người dân Mỹ, những cá nhân mua bảo hiểm ngoài cái ranh giới của tiểu bang mình thông qua một cái tổ chức được gọi là Hiệp hội Y tế. Thì Tổng thống Donald Trump ông đã cho biết là cái sắc lệnh có thể sẽ được biểu quyết vào tháng 1 hoặc tháng 2 hoặc tháng 3 của năm tới. Và ông cũng đã xác nhận qua lời của anh Thái là ông sẽ gặp gỡ những nghị sĩ dân chủ và ông sẽ xem liệu là ông có thể có một cái kế hoạch chăm sóc y tế tốt hơn hay là không. Thành thử cái điều mà chúng ta sẽ thấy là Tổng thống Donald Trump sẽ làm việc, sẽ thương thuyết chung với bên phía đảng Dân Chủ. Nhưng mà một cái chuyện khác nữa thưa anh, trở lại về cái vấn đề mà cải tổ thuế đi, mà chúng ta đã thấy bắt đầu đã có rất là nhiều tranh cãi. Thì mới đây những giới chuyên môn về thuế thì họ lại cho rằng là chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump dự thảo được các chuyên gia phân tích, thì cái cải tổ này chỉ mang lại lợi ích lớn nhất cho giới nhà giàu hoặc là những công ty, những tập đoàn rất là lớn, mà lại không có một cái lợi ích trực tiếp nào cho người nghèo.
thì anh nhìn đi, nhiều khi nếu mà cái vấn đề mà giảm thuế cho những công ty lớn, những người quá giàu, thì cái số tiền lợi nhuận đó họ lại có thể tạo ra những công ăn việc làm. Thì cái điều này, cái lợi và cái hại như thế nào thưa anh? Nhìn cách nào cũng có cái đúng, có cái sai hết. Không phải là tôi ba phải đâu. Nhưng mà thường thường mình làm truyền thông, mình phải nhìn từ phía bên trái xem như thế nào, bên phải xem như thế nào. Cái quyết định mà của Tổng thống Trump, một cái dự thảo về luật, về cải tổ luật thuế đó, cho thấy là cái nhà giàu thì được hưởng đấy. Nhưng mà cái điều là những người mà chủ trương một nền kinh tế tự do, tức là về phía Cộng Hòa đó, mà bảo là nhờ vào cái việc giảm thuế đó thì những tập đoàn tư bản có thêm tiền để đầu tư, có công ăn việc làm, như chị Lệ Ngọc vừa muốn nói. Nhưng mà những người phía dân chủ, tức là những người theo chủ trương rằng cái sự can thiệp của chính phủ nó cần mạnh hơn một cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của xã hội, thì họ sẽ thấy rằng như vậy tức là lại bất công nữa. Ông Trump cũng lại chỉ bênh cho thế giới nhà giàu mà thôi. Nhưng mà tôi xem trong cái bản dự thảo luật thuế này, tôi thấy có mấy điểm. Cái điểm thứ nhất là ông không cho biết chi tiết, nhưng bảo là sẽ xét lại cái việc thuế mà các tập đoàn tư bản đầu tư tại ngoại quốc rồi sau đó không đem cái lợi nhuận nó về nước Mỹ vì sợ bị đánh thuế cao quá. Thì bây giờ ông có thể điều chỉnh lại cái mức đó nếu mức thuế nó giảm. Thì có nghĩa là một lần nữa các tập đoàn tư bản đem tiền lời từ ngoại quốc về được giảm thuế, họ có lợi. Nhưng mà cái việc thứ hai có thể là ràng buộc vào trong cái điều kiện đó, không biết chừng nếu mà phía chính phủ Tổng thống Trump yêu cầu rằng muốn được giảm thuế khi đem tiền đầu tư có lời từ ngoại quốc về rồi, thì với một khoản tiền bao nhiêu đó thì phải đầu tư vào bao nhiêu đó trong lĩnh vực kỹ nghệ, trong vấn đề mọi lĩnh vực khác của Hoa Kỳ để tạo thêm công ăn việc làm, thì đó sẽ là một điều tốt. Rồi ngoài ra thì trong cái dự thảo luật thuế mới có quy định rằng sẽ khấu trừ thuế hoàn toàn cho trẻ em chẳng hạn, hay là cái mức thuế mà từ 12.000 là mức thuế lương tối thiểu của một người được khấu trừ thuế hết, thì bây giờ có thể nâng lên tới 24.000. Thì đó cũng là một cái cách để mà giúp cho những người mà thấp cổ bé miệng, tức là đồng lương kém đó, họ không phải đóng một cái khoản tiền thuế như là những dự luật, những cái đạo luật thuế trước kia, thưa chị Lê Ngọc. Vâng, và trở lại về cái bức tường mà nước Mỹ và ngay cả Tổng thống Donald Trump lúc nào ông cũng muốn xây cái bức tường biên giới giữa Mỹ và Mỹ Tây Cơ, thì hiện nay chính phủ Mỹ đã cho hay là cái số người di dân bất hợp pháp bị chặn bắt ở vùng biên giới không ngờ lại tăng vọt trong cái thời gian gần đây. Có thể là vì những người di dân bất hợp pháp này họ lo ngại họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mà bức tường biên giới này xây xong. Còn số người bị bắt giữ ở vùng biên giới này tăng lên tới 60% trong những cái tháng vừa mới qua trong cái mùa hè của năm nay, so cùng với thời gian cùng kỳ của năm ngoái. Và cái điều này có nghĩa là hàng ngàn người khác đã vào được nước Mỹ, lại tạo thêm áp lực lên cho chính phủ Tổng thống Donald Trump là phải có thêm biện pháp nào mà để đối phó ở biên giới phía Nam. Và sau khi mà xuống tới một cái mức thấp nhất từ 17 năm nay vào hồi tháng của năm 2017, thì những nhân viên biên phòng họ lại thấy cái sự thay đổi vì cái con số người bị bắt lại tăng trở lại. Con số này họ cho biết là từ hơn 11.000 lên tới con số 22.300 chỉ vừa mới trong tháng 8 vừa mới qua, khi có quá nhiều người vội vã tìm cách vào Mỹ trước khi mà Tổng thống Donald Trump xây được bức tường biên giới và có những cái biện pháp an ninh khác. Và ngoài ra thì cũng có khoảng số người lên tới 8.300 người khác cũng tự ý trình diện ở ngay cửa biên giới để được xin tị nạn hoặc là được những cái hình thức trợ giúp khác. Và giới chính phủ Mỹ cho rằng đây là vì dân chúng của các quốc gia khác ở vùng Trung Mỹ biết về những chính sách bảo vệ trẻ nhỏ cũng như là của cha mẹ chúng nếu mà được đưa ra những cái bằng chứng cho thấy bị đe dọa an toàn trên đất nước của mình. Trở lại với anh Thái. Tôi đánh giá ít phút còn lại của chương trình sáng hôm nay thì tôi xin được tóm lược một vài cái tin quan trọng liên quan đến nước Mỹ. Ngay tại cái tiểu bang nhà của chị Lê Ngọc đó là Virginia, thì một chiếc tàu bệnh viện, tức là một cái tàu mà trên đó có bệnh viện nổi đó là chiếc USNS Comfort, thế rời khỏi một cái quân cảng ở bên Norfolk, Virginia để bắt đầu lên đường qua Puerto Rico. Giúp cho những nạn nhân của trận bão Maria đánh vào trên đảo này. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho phía Hải quân Mỹ để cho chiếc tàu bệnh viện này
chuẩn đi cấp cứu mang theo tất cả những vật dụng có thể giúp đỡ được cho cái số nạn nhân trên đảo Puerto Rico. Sáng hôm nay tin cho biết là 97% dân chúng trên đảo vẫn chưa có điện và người ta lo ngại rằng cái dịch tả có thể hoành hành và phát tán trên đảo này. Cái điều thứ hai cũng liên quan đến sức khỏe là cái số người tử vong tại thành phố San Diego, tức là thành phố cực nam của tiểu bang California, vì bệnh hepatitis A đã lên tới 17 người. Trong tuần lễ vừa qua thôi đã có 44 trường hợp lây nhiễm thêm nữa, tức là tổng số người bị lây nhiễm vì hepatitis A tại San Diego bây giờ là 461 người, trong đó có 315 người phải vào bệnh viện cứu chữa từ tháng 11 năm ngoái cho tới ngày hôm nay. Số tử vong lên tới 17 người. Chính quyền tại San Diego County đã phát động một chiến dịch là dán những cái bức chương cổ suý mọi người hãy đi chích ngừa hepatitis B tại những cái trạm xe bus, tại những cái khu vực người ta ngờ rằng có thể là cái ổ mà phát tán là cái loại hepatitis A này. Đây cũng là lời nhắc nhở mọi người là chứng bệnh mà do cái loại virus này gây ra có thể chết chứ không phải là chuyện bình thường. Và San Diego đã cho chích ngừa khoảng 20.000 dân. Thưa chị Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái đã đến trên làn sóng của NVR và chúc quý vị thính giả và anh Thái một ngày thật là vui và thật là bình an. Hẹn gặp lại trên làn sóng của NVR. Chào quý vị thính giả tại Virginia và chị Lê Ngọc.